nhằm vận động người dân ở khu vực biên giới tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Yên Khương đã phối hợp với đồn biên phòng Yên Khương tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. Mục đích của phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép là tuyên truyền nâng cao ý thức, xác định trách nhiệm của mỗi người dân ở khu vực biên giới về đại dịch COVID-19, phát huy đoàn kết, sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, giúp người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho bản thân và cộng đồng, không xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay bao che cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện, tố giác và đấu tranh với các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Tại lễ phát động, đại diện các khu dân cư trên địa bàn xã đã ký cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền vận động theo hình thức đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức cho người dân ký cam kết không xuất nhập cảnh trái phép, không bao che, tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép. Ngày sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Yên Khương cùng cấp ủy chính quyền xã Yên Khương sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không xuất nhập cảnh trái phép, không bao che, tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không tổ chức đưa đón, môi giới xuất nhập cảnh trái phép.